Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2021, kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để cho bà con mình tham khảo. Thì thưa quý bà con, hôm nay thì tình hình mít cũng chưa được khả quan là mấy. Giá mít vẫn duy trì ở mức thấp sau khi sụt giảm vào những ngày qua đó bà con ha. Thì rất là hy vọng rằng kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ ghi nhận được những thông tin tốt trong thời gian tới để có thể cập nhật giá cho tất cả quý bà con. Khi mà dạo gần đây thì tình hình giá mít không có ổn định và có theo cái chiều hướng là xuống thấp, thì kênh Nhà Nông Miền Tây cũng không dám đưa ra những cái dự đoán để làm cho bà con hoang mang. Mặc dù là những dự đoán đó là dựa trên tình hình đánh giá của tất cả các cái dự lớn chứ không phải là kênh Nhà Nông Miền Tây tự đưa ra. Nhưng mà thị trường đôi khi nó có những cái bất ổn, thì cái này bà con mình cố gắng theo dõi thông tin từng ngày để chúng ta có thể nắm được giá mỗi ngày ha bà con ha. Hôm nay thì giá cũng ổn định ở mức thấp. Tiền Giang là 19.000, 9.000 và 3.000. Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Long An thì giá mít là bằng nhau, 18.000, 8.000 và 2.000. Ở các nơi hiện nay do mít bi là giá thấp rồi cho nên kem nhỏ cũng bằng mít bi ha bà con. Bi nhỏ mà bằng mít bi, còn kem lớn thì thấp hơn giá mít nhì một chút nữa. Bà con lưu ý giùm kênh Nhà Nông Miền Tây, giá này là giá anh em thương lái cắt tại vườn nha bà con nha. Sẽ còn có một cái sự chênh lệch thêm một xíu nữa, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần, tùy theo là cái mức độ hút hàng nữa. Rồi cảm ơn bà con đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin nha. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây. Và kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đã đồng hành cùng với kênh. Hiện nay thương hiệu đèn LED này đang có những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho quý đại lý. Cho nên bà con mình muốn mở đại lý đèn LED, muốn mua đèn LED, đèn thanh long, đèn năng lượng mặt trời, hãy liên hệ với thông tin có ở trên màn hình. Xin cảm ơn và xin kính chào.